Wow,
kho đồ chơi nhiều vô cùng. Đấy, những chiếc, những thanh gươm, những mặt nạ. Wow, rất nhiều đồ chơi, những mặt nạ trang sức rất là đẹp. Wow, đó, nhiều quá nhiều luôn. Phố Hàng Mã ngày Tết Trung Thu rất nhiều đồ chơi. Đấy, những cô công chúa búp bê đẹp không? Hôm nữa một bạn búp bê váy hồng này rất đáng yêu. Rất nhiều những đồ chơi đẹp, vương miện mặt nạ. À, những búp bê xinh xắn đáng yêu vô cùng. Chỉ cần một lối nhỏ như này thì các bạn bán về bán rất nhiều đồ chơi. Hóng vú đa dạng các loại đồ chơi. Chiếc đèn lồng, đèn kéo quân này, mũ sư tử này. À, có thầy đó là tiếng của những đồ chơi được bán ở trong này. Đây, những bộ đèn trang phục của sư tử, chú cuội này. Em ơi, bộ quần áo chú cuội đấy bao tiền? Đấy là vừa đấy, không phải đủ đâu. Hai trăm rưỡi bộ quần áo chú cuội rất là rẻ không ạ? Rất là tiện. 50 sao một kiện. Rất nhiều mũ lân, mũ rồng, mũ sư tử. Wow, nhà này chuyên bán về đồ múa lân sư rồng. Đẹp quá. Màu sắc sực rỡ. Đây bên này cũng vậy. Hai nhà này, ba nhà này, chỗ này là khu vực chuyên về lân sư rồng. Đẹp, màu sắc rất là bắt mắt các bạn, rất hấp dẫn này, tuyệt vời. Khu vực này chuyên về mũ lân sư tử, mũ rồng, đồ chơi trung thu, đèn kéo quân, đèn lồng, rất nhiều thứ đẹp, màu sắc sặc sỡ. Wow, rất nhiều thứ, có cả giấy làm đèn ông sao, có hợp phong trung thu. Rồi, rất tiện lợi cho để cho các tổ chức các sự kiện. Nó là vỗ tay nó hót. Wow, những chú cá này rất đáng yêu này, các chú tự nhảy nhót khi có pin thôi ứng vào. Wow, ánh trăng kia đẹp quá. Trống này là trống lắc, rất nhiều đồ chơi và em nhỏ tha hồ chơi. Đúng ngày xưa thì không có nhiều đồ chơi để chơi, nhưng bây giờ quá nhiều đồ chơi. Đây Linh đứng vào đây, chừa luôn nha. Đây trang trí rất là đẹp. Bên kia còn rất nhiều. Wow, kia một cái cây kia, một cái ngôi nhà kia treo rất nhiều đèn lồng. Thực sự là rất khó. Đây là những chiếc vương miện, những chiếc vòng vương miện để cho các em, dành cho các bé gái. Rất là đẹp, rất nhiều búp bê đáng yêu, xinh xắn đáng yêu. Ôi, bên đây kia cũng còn rất nhiều, anh ơi. Đây mà. Quá nhiều đèn lồng được treo là đây là trung tâm tổ chức sự kiện nên có rất nhiều những cái đồ trang trí đẹp. Thôi không thể đi được hết, con phố quá lớn, quá nhiều đồ chơi, quá nhiều thứ. Trẻ em bây giờ quá sướng, đồ chơi chơi cả ngày. Đấy, những bạn nhỏ như này đi chơi thăm phố phường, đi mua đồ trung thu rất thích.
à? Thiên nhiên chỉ nó cao. Kể là những chị lớn tuổi như thế này. Không, không phải mẹ. Em nặng anh lắm nào. Nóng ơi là nóng. Mẹ không có điện thoại. Không. Sang cái phố này thì không còn những đồ chơi truyền thống nữa mà những đồ chơi bây giờ lại những đồ chơi mà hiện đại dành cho các em nhỏ. Đây là một vườn thú này, một vườn thú rất nhiều voi, nhiều hổ, nhiều cá sấu, kangaroo. Wow, mẹ hình mua ngày mai một con kangaroo. Không, khủng long được. Mẹ nhìn thấy rất nhiều thứ đẹp, rất thích. Đây là những cô nàng búp bê xinh xắn và đáng yêu đây. Búp bê rất là đẹp. Rồi đây là những đồ chơi hiện đại, không còn là những đồ chơi truyền thống nữa. Đấy, phố bên này toàn là đồ chơi hiện đại thôi. Đây có những chiếc ô tô, những chiếc máy bay rất là to, những đoàn tàu hỏa rất là to. Đấy, như một sở thú vậy. Rồi. Nên chúng ta có thể dừng chân tại những nơi như này để mua những cốc nước trái cây rất là ngon. Và đây là lực lượng dân phòng của phường. Lực lượng dân phòng của quận Hoàn Kiếm. Ở đây tiếp tục ở phố này lại có những chiếc đèn ô sao, những đồ chơi truyền thống dành cho các em nhỏ trong ngày Tết Trung Thu. Rồi họ bán đắt thật đấy, 10.000 một chiếc đèn ông sao nhỏ xíu. Đấy, rất nhiều đồ chơi trong phố cổ, rất nhiều thứ họ bán. Chưa hết đồ chơi, quá nhiều luôn. Những chiếc đèn rất là to và đẹp. Em nhỏ là phải chọn đồ chơi. Mẹ rất là cưng chiều các em. Ở đây chơi mệt, bắt đầu lại ăn, ăn rồi uống rồi lại chơi.